Hi, xin chào quý vị và các bạn. Và trong video clip hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị một loại ngưu tất nữa. Ngưu tất thực ra nó có rất là nhiều loại ngưu tất nha quý vị nha. Đây. Và hôm nay chia sẻ cho quý vị loại ngưu tất này nè. Đây nè. Đó. Nó có, theo tôi được biết thì một loại là gọi được xiên ngưu tất và một loại gọi là hồi ngưu tất. Đó. Còn nhiều loại ngưu tất nữa khác nữa nhưng mà tôi chưa được biết. Đó. Thì theo tôi thì cây ngưu tất này nè là coi như cái loại ngưu tất này nè, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực này. Cái loại này người ta ngâm để uống nó mạnh gân xương này, mạnh gân cốt này, ngâm rượu. Đó, chặt nhỏ sao vàng rồi ngâm rượu, bỏ cái bông này đi, bỏ cái bông này đi. Nó hoàn toàn khác hẳn với những cái cây ngưu tất khác nha quý vị nha. Đây. Chả khác gì nhau, không có khác một cái gì nữa đó, chỉ khác cái bông thôi. Còn cái thân nó không có khác chút nào đó, chỉ khác nhau ở cái bông. Đây. Bông nó hoàn toàn khác. Để em tôi bẻ một cái bông cây ngưu tất kia để cho quý vị xem. Đây. Nè. Bông này khác quét luôn. Đây nè. Nó khác nhau hoàn toàn luôn. Đây nó khác cái bông. Cây này là cây màu xanh, rồi cây kia hơi màu tím. Đây. Cây kia màu tím. Đó. Rồi cái này màu xanh, thân nó màu xanh. Còn kia cái thân nó màu tím, đấy quý vị thấy không ạ? Đó, thân nó màu xanh và cái cây này ở cái đốt nó này, ngay cái đốt chỗ trắng ba nó này là nó mới màu tím, còn mấy cái chỗ khác là màu xanh. Còn cái kia là màu tím hết thân cây, màu tím hết thân cây. Đó. Thì theo tôi nghiên cứu được biết thì một loại là xiên ngưu tất, một loại là hồi ngưu tất. Thì hai cái anh này không biết anh nào là xiên, anh nào là hồi đây. Thì theo tôi nghĩ xiên là anh này nè. Anh là xiên, anh kia là hồi ngưu tất. Thì cái anh hồi ngưu tất kia là cái anh này nè. Nói chung là anh này nè, ảnh công dụng, hai anh công dụng như nhau mà anh này công dụng tốt hơn nè. Theo được đánh giá là công dụng tốt hơn theo tôi nghiên cứu trong tài liệu ấy. Thì cái bông này này, cái loại đây này là nó bổ thận tráng dương này, tăng cường mạnh gân xương gân cốt này, về trị đau nhức xương khớp, trị đau nhức xương là anh này là trị rất là hiệu quả, rất là hiệu quả. Đó như này này. Đó, anh quý vị cứ để ý cái thân nó thì giống nhau, thân nó là rất là giống nhau, nhưng mà anh này là anh thân màu tím. Nó kiểu cũng như ngũ sắc xanh và ngũ sắc vàng nhá. Anh này mình thân ngũ sắc vàng thì thân màu tím, thì đây anh này thân màu tím này. Và cái hoa nó có cái dạng như thế này đây. Đây. Quý vị có thể quan sát cái hoa nó này là nó khác nhau ở chỗ cái hoa á. Anh đây thì cái hoa nó như thế này. Đây. Hoa này như thế này, còn hoa anh kia anh bung ra, hoa này anh rẹp vô trong cái thân của cái cọng. Và đi nó hay vào vô trong cái quần mình, người ta hay gọi là cây cỏ xước là nó. Còn cái anh này là bông mình bung ra, bung ra như thế này đây. Đó, anh không có vào vô trong quần mình, anh không có dính quần. Đó, cái gì thế không ạ? Đó. Đó. Đấy là thông qua video clip này quý vị biết thêm một loại ngưu tất nữa, mà một loại ngưu tất này là cực kỳ quý. Cực kỳ là hay. Và cái ngưu tất này rất là ít có nha quý vị nha. Đây là như trên đây là tôi đi tôi mới gặp này, cho mấy bữa là không có gặp nó quá. Đây. Như vậy là video chia sẻ của tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những clip sau. Và nếu yêu mến tôi đừng quên like, share cũng như là đăng ký kênh của tôi để ủng hộ tôi nhé quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những clip sau. Bye bye.